có nhiều luôn, có nhiều luôn, hai tủ luôn. Rồi ok, nhỏ lại đây, nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ lại. Chúng tôi chuẩn bị. Máy chạy. 3, 2, 1, chào tay em nha. Chỉ nắm tay thôi, nắm tay là đã vẫn vui rồi. Hẹn hò chi nữa, lại nhớ đi, lại khóc đi, để mà chi? Hay là ta tập viết thư tay, chứ in vào giấy thế gì bạn? Vì dòng tin nhắn thường dễ quên, thường dễ quan, hoặc người ta thường xóa đi. Để với như có quen nhau bao giờ đâu, để với như có nhớ nhau bao giờ đâu. Mà trong thương viết gì ấy? Ok. Chiều lắng nghe lúc trời cả nhắn em rồi nắng kéo xuống cho lòng anh càng nhớ thêm bạn. Nếu tỏ tình thế nhưng tập đến thì anh chắc không phải nhận học lực kém này. Em có bằng lòng yêu anh, theo anh về đến cánh đồng lát xanh. Sáng đi chợ huyện với mẹ anh còn vừa thông thả nó cơm rồi đây anh về đây. Nói anh nghe đi em một lời, đồng ý yêu anh luôn đi người.